Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tinh thần hướng đến cuộc sống khó khăn, tinh thần tuổi trẻ đoàn kết, xung kích, đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã không quản ngại gian khổ đến với bà con vùng khó tại Gia Lai. Tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, có gần 250 sinh viên tình nguyện của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh phân hiệu tại Gia Lai, các chiến sĩ quân đoàn 3 và thanh niên địa phương. Với phương châm ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ, Ban chỉ huy chiến dịch cùng toàn thể chiến sĩ tình nguyện đã quyết tâm thực hiện tốt các hoạt động tình nguyện trong thời gian diễn ra chiến dịch từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8 tại 5 xã thuộc 4 huyện Mang Giang, Đắc Bơ, Phú Thiện, Công Chờ Rò. Xuống hoạt động tại địa bàn, các chiến sĩ mùa hè xanh đã thực sự hòa mình cùng với người dân ở địa bàn đóng quân, cùng lên nương với bà con, thực hiện chuyển giao khoa học công nghệ và kỹ thuật về trồng lúa, trồng ngô, lên lớp ôn tập hè cho các em nhỏ, tuyên truyền cho người dân bảo vệ môi trường, làm vườn rau kiểu mẫu, làm công trình thanh niên, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân địa phương. Tại xã Gia Hội, huyện Đắc Bơ, hơn một tuần nay, người dân làng Groi đã được về sống trong những ngôi nhà sàn ấm áp vừa mới được di rời. 20 ngôi nhà được các chiến sĩ bộ đội và sinh viên tình nguyện cùng nhau tháo dỡ, di rời, dựng lại ra một vị trí mới, cách vị trí cũ 1 km. Những nụ cười tươi mới của người dân làng Groi như tiếp thêm động lực cho những chiến sĩ tình nguyện nơi đây. Đi mùa xanh thì là mình đem những sức trẻ của mình, những sức lực mà trong thanh niên của mình để giúp đỡ cho những bà con ở vùng sâu vùng xa, những bà con có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình chính sách để họ có thể được là được cải thiện được cuộc sống. Nhưng khi và chúng em đi mùa xanh thì không phải là để ở làng xã của mình, ở địa bàn mình hoạt động là những công trình nào lớn lao, nhưng chỉ muốn là để lại những tình cảm của con người với con người. Địa bàn đóng quân tại xã Giang Nam, huyện Công Chờ Rò gồm có 33 chiến sĩ, trong đó có 20 nam và 13 nữ. Những ngày đầu tiên đến đây thì em gặp nhiều vấn đề, gặp nhiều khó khăn là về địa bàn không rõ về đường đi nên cần sự hỗ trợ của thanh niên làng. Đồng bào ở đây rất là lần đầu tiên thì rất là nhát, nhưng mà sau gần hơn một tuần đóng quân tại đây thì người đồng bào rất là thân thiện và gần gũi. Cuộc sống mọi người ở đây có vẻ khó khăn. Những địa bàn có dấu chân của sinh viên tình nguyện như xã A Dôn Hạ, xã Gia So của huyện Phú Thiện, xã Giang Nam của huyện Công Chờ Rò luôn rộn ràng tiếng cười nói, học bài của các em nhỏ. Đường làng ngõ xóm được phát quang sạch sẽ, nhiều vườn rau xanh ngắt mọc lên, những chiếc lồng đèn chuẩn bị cho đêm rằm Trung Thu cũng dần hoàn thành. Không khí của làng quê như thay đổi từng ngày. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, chiến dịch thanh niên tình nguyện tại Gia Lai sẽ kết thúc. Đội tình nguyện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện những phần việc ý nghĩa để xứng đáng hơn nữa với màu áo xanh tình nguyện mang trên mình.